đây là cái hiện tượng là viêm khớp loét mu bàn chân, cái chân dưới hàm dưới móng ấy, lại khó, rất là khó đi lại, cái khớp chân bị xây sát. Đây là cái vị trí nó do từ cái tổn thương này nó dẫn đến là vừa viêm khớp viêm chân. Đây con đang đấy, đang bắt đầu bị con đây, cả con này đây đây đấy. Con này nó bắt đầu hiện tượng chân bấy bấy. Anh bắt luôn con này lên rồi.